Chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Code là Ghiền. Cái video này sẽ hướng dẫn cho các bạn, các em ở bên phần client side. Chúng ta sẽ dùng cái copy thần thánh, ok? Nói nghe cho nó ngầu vậy đó mà. Tự lấy động lực, ok? Chúng ta sẽ làm một cái component khác dựa vào cái component mà restaurant là chúng ta đã làm mấy cái video trước. Coi nó nhanh thế nào. Ok, rồi, chúng ta bắt đầu nha. Rồi thì cái video trước chúng ta đã làm bên cái nhà hàng. Nó load cái dữ liệu ở trong cái table nhà hàng. Bây giờ mình làm cái tình trạng là status, ok? Thì mình cũng làm giống như vậy, coi làm bao lâu, ok? Và làm cách làm ở bên client side nó như thế nào. Mình làm từ từ cũng được, nhưng mà mình copy and paste, ok? Rồi. Rồi thì cái này cũng hướng dẫn cho các em giống như là mình đi làm thiệt nó như thế nào. Thì giống như là mình đi vô mỗi buổi sáng cái mình vô giống như mình đi họp, không? Hoặc là mình vô trong cái project management đồ này nọ đó, bắt đầu mình coi cái mình thấy có cái ticket này ở bên client side hay bên server side. Đại khái cái video trước thì chưa có nói, nhưng mà bây giờ nó có cái màu nè, không, cái label nó là cái màu đó. Nè đây nè, thì bây giờ mình add cái label nè, mình có thể add một cái label mới, mình cho nó cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng gì đó tùy theo cái mình muốn, ok? Để làm chi, để mà khi bắt đầu mình gắn cái label cho cái ticket đó thì mình nhìn vô toàn bộ cái mà vấn đề phải làm to do, cái cột của to do đi, mình thấy cái màu ví dụ như màu cam này là bên server side thí dụ gì, còn cái màu xanh này thì bên client side đó, mình nói thí dụ vậy, không mình tự mình viết tiếng Việt cũng được, không? Rồi đó, mình để lên cũng client side, cái mình nói vậy tao làm client side thì để coi cái ticket này tao làm được không, cái mình mở lên nó nói ok, tạo cái trang hay là cái component status, ok vậy thì tao biết làm, tao copy thần thánh, ok. Thì bây giờ đó, ví dụ to do rồi cái mình nói đang làm hay gì đó, mình ghi cái status vô. Rồi mình nói mình tạo ra một cái cột bự để mà mình bỏ vào cái cột đó thay vì cái cột pending đồ này nọ nè. Mình nói ok, đang làm để tất cả những người team ở trong team người ta biết mình đang làm gì, không? Đó, đại khái vậy, team leader cũng vậy. Rồi, ok, quay lại trở lại vấn đề là giống như mình lấy cái ticket 1.000, ok, được, tốt quá, bây giờ ta làm. Thì mình phải làm từ cái tình trạng mà giống như là cái code nó đang ở gốc, tức là trên server đó. Mình kéo xuống, ví dụ như cái này nó không có ghi cái tình trạng gì mới hết. Mình từ đó chúng ta sẽ git checkout trừ bi, thì ví dụ như mình làm cái ticket 1.000, mình lấy ticket ví dụ như mình cho cái số này cũng được đó, ok, thì coi như là nó biến qua cái ticket 1.000 được. Bắt đầu mình chỉnh sửa gì bên đây nó cũng không ảnh hưởng gì cái nhánh kia hết á. Chừng nào mình merge lại giống như mấy cái video trước đã hướng dẫn request cái merge này là nó gọi là pull request là PR, ok. Rồi rồi bây giờ mình muốn làm cái component standard, thì mình ng generate là chữ G, mình viết hết chữ nguyên chữ cũng được, nhưng mình viết tắt cũng được. C là cái component, ok, ví dụ như status đó. Thì mình đánh cái lệnh này, chỉ có vài cái lệnh ha. Đánh lệnh này thì nó sẽ ra một cái folder là cái status cho mình, không? Đó, nó cứ ghi đây luôn nè, đó, nó có mấy file này, không? Đó, thì giờ cái status của mình đây, cái mới nè, thấy không? Đó, ok, rồi bây giờ bắt đầu chúng ta copy and paste. Rồi thì trước nhất bây giờ mình vô, ví dụ như mình muốn copy cái giống như cái component restaurant, mình copy hết cho rồi, Ctrl A, Ctrl C, không, rồi qua bên cái này, nguyên nó khác gì không, cãi bạn đó, mình chơi luôn, ăn thua mình gan, mình Ctrl A rồi mình Ctrl V, cái nó copy hết trơn luôn, cái nó màu mè tùm lum, tại vì nó đâu có đúng cái component đâu, ok. Thì bây giờ mình cũng chơi thần thánh trong bữa kia, mình lấy cái hàng nào restaurant, mình chỉnh lại là status, không, đó, đại khái vậy. Bây giờ đó mình chỉnh theo giống như là nó case sensitive, ví dụ như mình làm vài cái coi nó thế nào, coi nó có đúng không, đó, không nó đúng, cái status model này mình chưa có, không, rồi thế kệ nó, rồi nó kệ coi như đúng hết đi, mình chờ đại hết nguyên cái luôn. Có cái chữ restaurant này nó có chữ S này thì ok, mình thay lại, ok, tại vì cái dấu số nhiều quá, không sao, mình chỉnh nó là sao. Rồi chơi thần thánh nữa, error lớn, start lớn, chơi đại luôn, hết, copy hết luôn rồi. Rồi coi như xong, để chỉnh sửa sao, ok, cái này chỉnh sửa sao. Rồi thí dụ như mình làm cái này đi, mình tìm status đó, nhưng mấy cái này nó hơi đặc biệt, cái dấu số nhiều số ít gì đó đại khái nhỉ. Chơi hết mày luôn, chơi gan luôn. Rồi ok, rồi xong, bắt đầu cái đó là bên cái component ở trong ruột đó mình làm rồi, ok. Bây giờ mình qua bên cái gì CSS, Ctrl A, Ctrl C, rồi qua bên đây
Entropy, copy hết luôn. Ok rồi. Rồi thì bây giờ tiếp tục qua bên cái HTML. Trời luôn, ăn thua mình gan. Đó, ok, status. Ăn thua mình gan, copy hết luôn. Rồi, chơi thần thánh luôn. Thí dụ như status nhỏ này đi, mình coi nó không có không. Rồi, bỏ hai cái này đi. Ví dụ như ok, nhỏ, bỏ lộn cái restaurant chứ. Restaurant. Ok. Rồi. Thí dụ như có chữ S đi. Rồi có không? Có ha. Rồi mình thay thế bằng cái này đi. Đó, cho nó chỉ có một chỗ thôi không? Kệ nó đi. Rồi. Rồi bây giờ nó không có chữ S nè. Bây giờ nó cái này đi. Rồi bây giờ chúng ta thay đổi hết luôn đi. Trời, thằng thu mình gan. Rồi bây giờ đó thằng capital status capital. Trời hết mày luôn, thằng thu mình gan biết đúng sai. Rồi, chưa làm gì hết cái bà nó. Rồi ok. Bây giờ mình bắt đầu mình qua bên cái phần model. Model của chúng ta đâu mất rồi. Đây, mình có cái thằng restaurant model nè. Ok. Bây giờ trong model này mình làm thêm một cái phần mới. Mình gọi là gì ta? Status.model.ts TypeScript á. Rồi, trong cái restaurant nè. Ok, tao chơi mình luôn, tao copy qua bên status. Copy nó xuống luôn. Ok. Rồi mình cũng giống thay vì restaurant là có một cái thôi mất công, mình tự mình đánh luôn. Ok. Đó. Ok. Rồi dĩ nhiên mình còn thêm cái nữa. Tại vì mình check cái trên server của chúng ta, ví dụ như chúng ta có cái đúng rồi. Status nè. Không, mình có cái restaurant đúng không? Đó, ok, thì giờ mình thêm cái restaurant nữa. Ví dụ như chữ JavaScript ở dưới này mình viết chữ thường. Nó là chữ này restaurant. Ok. Đó, tự động nhét cái đây luôn. Rồi. Và coi như là mình copy and paste thần thánh xong rồi, biết có chạy hay không các bạn á. Bây giờ dĩ nhiên là nó có chật lấp tùm lum là vài chỗ không? Đúng rồi, status này báo gì à? Ok, không sao. Ok. Cái new status mình chưa có không? Bắt đầu mình vô mình coi. Bắt đầu mình chỉnh sửa chút xíu, bắt đầu như cái công đoạn chính là mình copy and paste hết rồi. Rồi bây giờ ở trong cái data service mình cũng có new status. Dĩ nhiên new status nó dựa vào cái model không? Cái model của chúng ta có ví dụ như name, description, phone rồi này nọ. ID thì bây giờ mình có name, description, phone rồi này nọ chưa có. Ví dụ như mình làm lại mấy mới đi. Description, phone, copy and paste mà làm biến lắm. Ai mà học danh là rất là làm biến. Mình ít làm thôi nhưng mà mình làm được. Chứ học nhiều luyện rồi tùm lum tùm la. Nó không có trúng, cứ học hoài. Cái này là gì mới, là gì? Mình địa chỉ. Save. Ok. Rồi, màu đẹp rồi ha. Rồi, bây giờ mình chưa có làm hết ý cái này ha. Cái này get all status. Mình phải statuses. Ok, đại khái cái số nhiều. Không. Rồi, cái này mình chưa có, đúng không? Rồi mình vô cái service của chúng ta. Chúng ta phải làm thêm nữa. Ví dụ như restaurant chúng ta có 3 cái thì bây giờ mình cũng copy 3 cái không. Rồi, cái bắt đầu. Dĩ nhiên mình có thể, các em có thể giống như là mình, ví dụ như mình nói mình gạch gạch cái này, mình để cái này đi, mình nói thí dụ gì cho nó phân ra đại khái, tại để khi nhìn nó thấy không khó thấy thôi, thí dụ mình nói thí dụ vậy. Ok. Đó. Thì nói chung là khi mà mình làm mình chế biến cái mình thấy cái nào hay hay thì mình giống như cái chỗ này mình ghi vô nè, thấy không? Mất công quá nhưng mà kệ, ghi vô nè. Đó, restaurant. Đại khái như vậy, thấy không? Cái này row. Đại khái như vậy. Ok. Còn cái này á, thì cái chỗ này á, bắt đầu mình highlight lên nè. Rồi cái bắt đầu khỏi highlight mình để ngay chỗ này cũng được. Mình nói restaurant lớn thành chữ này. Mình bấm từng cái, đó, nó chuyển đổi. Chuyển đổi, chuyển đổi. Chuyển đổi, chuyển đổi, chuyển đổi. Rồi, ok, phía trên này ta không làm. Rồi. Dĩ nhiên cái chỗ sai là giống như là mình thiếu nè, mình chưa có import nè. Mình control dấu chấm. Ok, status vô. Đó, thấy không? Rồi status ví dụ như chữ ES cho nó số nhiều đó. Ok. Giờ nó ngon rồi. Có chạy chưa thì cũng chả biết nữa, nhưng mà cài bà nó. Ok. Rồi, mình save ngay. Rồi không có màu xanh màu đỏ gì hết rồi. Mình hy vọng phải không? Rồi cái mình npm start lại coi cái nó được hay không. Nó hư thì nó sẽ báo lỗi. Đó, cái bắt đầu mình bấm này. Cầu nguyện nó mua gì là Phật, là khái như vậy. Thì làm này vui lắm.
nó đâu có làm gì nhiều đâu, đâu có mệt ốc nhức đầu vậy. Chỉ có tiền bất á, mình cái kiến thức mình yếu á, giống như là mình không có biết được cái nó chạy ra làm sao á, mình đi bất nó rất là khó. Mình học gì mình cũng phải biết đi bất nó, mình biết giống như mình chạy bằng tay á, mình biết nó chạy sao, thì khi mình đi bất nó dễ dàng lắm. Hoặc là mình nhìn cái sự hư đó, mình cũng thể đoán được cái khu vực nào nó bị luôn. Ok ok sau khi copy and paste giống như là mấy cái component, là một cái component này giống như là cái file HTML với lại CSS với lại TypeScript model, ok, data service, rồi xong mình compile successfully. Mình chạy thì mình bấm chưa được. Ok, mình còn quên cái, mình quên cái routing. Ví dụ như routing đó, mình vô app routing module. Ok, bây giờ mình có role, bây giờ mình có restaurant nào, mình copy. Thích copy and paste, giờ mình nói status. Ok, thì bây giờ tao muốn status, component status. Thì như nó chưa có này, mình control dấu chấm thì import ở phía trên. Ok. Rồi nó đẹp. Nó đẹp như chắc nó cũng chưa chạy đâu. Bây giờ đó mình vô trong cái app giống như cái app bình thường. Ủa vậy mình vô trong cái home. Home. Đâu, cái menu nè, đó đại khái. Ủa, menu đâu của mình đâu mà không thấy. Đây, cái menu nè, bây giờ mình nói cái khu vực nè, tình trạng nè, không? Thì tình trạng bây giờ mình cũng làm giống nhà hàng thôi. Ok. Rồi mình đâu? Ủa? Ủa sao cái này nó cũ vậy ta? Ok. Không sao, không sao. Bây giờ mình kiếm để kiếm lại cái này cái coi nghe. Trong cái home home component chúng ta không có xài nữa. Không có xài nữa. Ok, bỏ đi. Bữa mình quên bỏ ha. Ok, đâu mất rồi. Đại khái đi, cái này là home đại khái gì chưa, mà tại vì mình không có xài rồi. Thì cái trong cái mà ủa ý ý, ý mình bấm lộn chết bà rồi. Bây giờ rồi gì lại coi, không sao không sao, bây giờ hướng dẫn luôn. Ok, khi mà mình bấm sai vậy chết bà, mình không biết sai chỗ nào phải không. Mình qua mình bấm ngay chỗ cái này mình coi. Ok, bây giờ mình thấy là mình nắm component này đó, mình thấy ô vậy là nguyên cái này mình delete nè, không nãy mình không muốn. Ok, mình bấm lại discard, đó là nó bỏ lại như cũ. Ok, bỏ lại như cũ cái ngay cái file đó thôi. Ok rồi, nãy quên mình delete trong nhà hàng mà mình delete lộn chỗ. Ví dụ như này mình không có xài, cái này mình cũng không có xài luôn, nhưng mà thôi kệ để đây ha. Rồi cái item này mình cũng không có xài luôn nè, bỏ đây đó. Nói chung trong cái home mình chưa có xài hết, mình chỉ có in ra chữ home thôi. Ok. Mình nên ra chữ đâu mất rồi. Nãy không, mình chưa có làm gì hết. Đó, rồi mình coi trong cái app component HTML trong cái code. Ủa sao mình cứ bị là lộn chỗ hoài vậy? Ok, vậy thì chúng ta là làm lần nữa nha. Đó, trong cái component này chúng ta phải bấm discard. Rồi, bây giờ search lại. Cứ lộn hoài. Đây. Làm lại nè. Mình muốn xóa trong cái component home. Ok, ta không muốn xài này nữa. Ok. Ta không muốn xài nữa. Rồi, home ta không xài nữa. Đúng không? Rồi bây giờ trong cái app component này mình muốn nè, đúng không? Đó. Thì bây giờ đó, bữa trước đó mình làm cái comment đó là mình nói router navigate, đúng không? Nó chạy tới cái link á, là nó có cái khá hơn đó là nó dùng router link. Ok, đại khái như vậy. Là mình lấy cái quyền cái tình trạng, ok, ta copy về xuống nè. Thì ngay chỗ này bắt đầu mình đi tới chỗ trang hay là cái component status. Ok, save. Rồi nãy giờ mình bị mất công quá, lộn xộn lại mình delete lộn chỗ không. Rồi ok, bây giờ bên đây mình good luck, bấm chữ tình trạng. Có ha. Nhưng mà ủa sao tình trạng nó lại thêm ngay chỗ cái này nó cũng giống hệt. Ok rồi, bây giờ đó status kéo về là mình sai nè, đúng không? Đó, ok, tại vì trong cái service của mình, service của mình nó đâu có đúng không? Bây giờ mình xóa data services đâu mất rồi. Status ngay chỗ restaurant nhỏ nè, mình quên sửa cái này lại, tức là nó gọi lên trên server đó. Save lại nè, lần này ra nó có cái gì không, bấm qua tình trạng đăng tải dữ liệu đó, đâu có gì đâu ha. Ok rồi, coi như mà tạm ngon rồi. Rồi thì bây giờ giống có thêm nhà hàng. Ta thêm nhà hàng, ví dụ mình phải sửa là thêm tình trạng. Ok, mình vào cái component status
Đây ví dụ như đang tải dữ liệu bây giờ nó thêm nhà hàng nữa nè, bây giờ mình tìm nhà hàng này cái Ctrl C Ctrl F đó, thay vì nhà hàng ấy, mình để tình trạng coi cái tìm nó có nhiều chỗ không. Ôi nó có một chỗ rồi, ok theo luôn, ok save rồi. Thì bây giờ đó bây giờ chúng ta coi như là tạm ổn, bây giờ mình run thử được không ai mà biết. Bây giờ mình thêm tình trạng này, ví dụ như mình đem ra mình nói ví dụ như bàn trống đi, mình nói ví dụ ô cái địa chỉ, ủa status mà làm gì có địa chỉ chi không. Status bắt đầu mình coi lại trên đây nè, status mình có name với lại description thôi. Ok rồi thì giờ chúng ta copy thần thánh, nhưng mà mình đâu mất rồi. Địa chỉ mình bỏ nè, điện thoại mình bỏ nè, mình chỉ có tên với chú thích thôi đúng không. Địa chỉ với điện thoại bỏ, ok rồi. Thì bây giờ mình vào cái status component. Bây giờ chúng ta nó tìm địa chỉ nè, phone ta không cần xài nè, bỏ nè đúng không. Thí dụ mình không biết nữa, mình tìm phone đó, nó sẽ vô thấy không, điện thoại địa chỉ bỏ nè, chỉ cần chú thích thôi không, phone địa chỉ bỏ rồi. Còn ở đâu nữa, dĩ nhiên mình làm mình tune up mà không, địa chỉ đây ta không muốn, địa chỉ và không muốn phone luôn phải không. Rồi hay gì anh em, ok save lại đây. Lần này á mình về mình bớt bớt cái cột lại, ok chỉ chú thích thôi. Rồi thêm tình trạng, bắt đầu mình có tên, ví dụ như mình nói bàn trống không, decision test cái gì mình xem cái này nó biết có work hay không đó, nó gọi post này không, của static controller nè không. Rồi tương tự này kệ nó ăn này, mà hên xui chắc nó work, mình nghĩ vậy đi ha. Bắt đầu mình check cái status của mình đó, đại khái nó được đi, cái bà mày hên xui đi. Rồi nhưng mà thường là 90 mấy % là nó work rồi. Ok bây giờ nó bị cái gì ha, ID audit track, ok bây giờ mình sai cái gì nha, bấm vô đây mình coi ID user name, đại khái user ID 1 rồi. Ok chạy là coi nó báo cái message gì nha. Đâu, nó dĩ nhiên nó bị hư rồi không, error tùm lum thấy không. Đó. Ok bắt đầu chúng ta giải quyết coi API, giống như mình nói trên server này, API của tụi bay viết bị sai rồi tự sửa đi. Đó, tại ra nó chưa có test mà, lần trước mình chưa có test. Ok, vì bữa nay mình thử luôn. Rồi thì ở đây cũng giống như thiệt. Ví dụ như mình làm mà mình bị kẹt cái gì đó, bị stuck á, thì giống như cái ok bây giờ tao đang để bên cái block, bên này là cái ticket ngàn nè. Đó, tao đang làm mà tao gửi lên trên server. Go back đi. Bấm nhanh quá. Tao đang gửi lên server mà sao đúng hết mà sao trên server nó không có save, đại khái như vậy. Thì cái thằng server nó mới đọc vô, cái này nó đang bị kẹt nè, mình coi coi là gì. Ok, thì thiệt đó, nó là như vậy. Ok, thì sau khi mà mình trên server, ví dụ như này là back-end guys, back-end cái người mà làm back-end á, nó coi cái status, nó thấy ok thì bây giờ có username với lại created user hay là update user với restaurant. Mà ở trong cái controller đó khi mà mình get á, mình không có get cái restaurant về đó thấy không, khi mà mình không có get cái restaurant về á thì là nó bị hư đó. Ok thì mình phải get, tức là mình có mấy cái gọi là khóa ngoại rồi này nọ đó. Ok rồi thì chúng ta bắt đầu mình thêm được user này nọ, thì mình quên gắn vô, giống như là mỗi cái status, cái tình trạng đó, nó phải thuộc vào cái restaurant nào đó, mình quên hai cái bước đó. Ok rồi bây giờ mình ấy gì được rồi, bây giờ mình thử lại đúng không, mình thử lại ví dụ như mình thêm một cái rồi, bây giờ mình nói ví dụ như bàn đang ăn đi, mình nói ví dụ như vậy test không, mình save thì nó sẽ gọi lên trên server, tới đây là cái đoạn này là ngon lành rồi nè không, nó chạy tới được cái status, bắt đầu save coi nó có save được không, nó có error không? Đó nó chạy được tới vậy là nó không có error không. Cái mình chạy tiếp là bắt đầu ok thêm mới tình trạng thành công, đại khái như vậy. Ok thì nó thêm bằng ăn vậy. Tương tự là mình có thể edit đó không, rồi mình này nọ ok rồi. Đó là toàn bộ giống như là cái cách thức mà mình đi làm thiệt của nó là như vậy. Thí dụ mình muốn thêm cái component nào, mình dựa vào cái component mà mình đang có,
mình copy and paste sao. Ví dụ như ai không biết copy and paste ra không có thay đổi nào này nọ, nó hư tùm lum, thì chúng ta làm theo cái cách mà anh đã chỉ ở phía trên hồi nãy đó. Ok, thì bây giờ coi như là cái đầu của mình là tốt rồi, thấy không? Nhà hàng nè, mình có quyền hạn nè, thêm quyền nè, là tình trạng nè, thấy không? Nào mà nó đang tải dữ liệu thì nó sẽ hiện lên đó. Ok, thì coi như là những cái trang này mình đâu có làm gì đâu nè, không? Mình chỉ copy and paste thôi, không? Và cái mình chỉnh sửa theo giống như là cái ý của cái table đó mà thôi, không? Đơn giản là mình ngồi đâu chưa có gì suy nghĩ khó hết trơn, chưa có gì cao siêu hết trơn mà mình làm cũng được nhiều thứ rồi. Ví dụ như bây giờ tình trạng này, bây giờ mình thử nè, ví dụ như bàn trống, bây giờ mình tìm cái chữ trống đó, là tự động nó hiện lên cái bàn trống, không? Nó filter cho mình luôn. Ví dụ như mình nói là đang ăn, là nó hiện cái record đang ăn, không? Đó. Rồi bây giờ mình chỉnh ngày, chỉnh tháng, ngày tạo, rồi mình chỉnh chú thích rồi sorting đồ này nọ, sắp xếp đó, nó cũng được hết trơn. Rồi mình delete cũng vậy, không? Yes no thì giống như bữa nói bữa video trước đó, mình gán cái xóa này bằng true, bằng false thôi. Thì cái đầu thiệt á, mình khi mình gán bằng true là coi như là mình không có hiển thị trên này nữa, nói thí dụ vậy. Ok rồi, cảm ơn các em đã theo dõi nha, hẹn gặp lại các em ở video kế. Rồi, bye bye.